Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Và em đang đứng trên con đường Bà Hạt. Đây là chung cư Ấn Quang anh chị ơi. Bây giờ mời anh chị cùng đi một vòng phía dưới của chung cư Ấn Quang nha anh chị. Và nếu mà anh chị muốn xem phía trên thì mời anh chị vào phần mô tả của video. Em để đường link em đi phía trên những căn hộ này cho. Rồi, anh chị muốn xem phía trên thì anh chị xem video trong phần mô tả nha. Em có quay lại và để trong phần mô tả, mời anh chị xem. Ok, vào giờ chúng ta cùng đi phía dưới nha. Chung cư ở Ấn Quang, đường Bà Hạt, phường 9, quận 10. Đây là đường Bà Hạt nha anh chị. Thì trong phần mô tả em có để một cái đường link. Em đi lên một căn thôi. Đi lên một lóc A thôi anh chị nha. Thì những lóc khác thì chắc nó cũng tương tự như vậy thôi. Ok, chúng ta cùng đi vào lóc B nha anh chị. Hôm nay em mang cái khăn chùm miệng á. Cái khăn này mới quá, mới nó chặt quá cho nên là nói không có được luôn. Nó cứng ngắc, nó chặt đít à. Rồi, chung cư Ấn Quang. Đây là phía dưới chung cư nha anh chị. Và trong những ngày tiếp theo em cũng sẽ đi quay những căn nhà siêu nhỏ, những căn hộ chung cư có từ lâu ở Sài Gòn. Mong anh chị đón xem, ủng hộ em. Sinh tố nè. Đây là khu gửi xe, khu gửi xe. Ở đây họ làm nghề son nồi lâu rồi anh chị. Em biết ở đây thì khoảng mười mấy năm rồi đó. Cơ sở làm son nồi thế này nè thì có khoảng mười mấy năm rồi. Đây còn hai lóc nữa anh chị ơi. Đây là lô. Mình đi vào đây là vào lô E nè anh chị, lô E.
bây giờ đang là khoảng 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi anh chị. Giờ này thì nắng cũng khá là phê. Ở đây là lốc cái lô F anh chị ơi, EF. Rồi, bây giờ thì bây giờ thì em xin dừng video tại đây để tìm chỗ gửi xe, xong em sẽ lên lầu em quay cho anh chị xem nha, để xem phía trên chung cư nó như thế nào nha anh chị. Dạ dạ anh lên. Đây là lô D nha anh chị ơi. Mời anh chị cùng lên lô D nha. Lô D chung cư Ánh Quang. Do chỗ này có chỗ gửi xe đó anh chị, có chỗ gửi xe nên mình gửi đây, đi lên đây luôn. Dưới kia là chợ Nhật Tảo anh chị, chợ Nhật Tảo ha.
Dạ, dạ, camera. Ủa, chung cư này có lâu chưa à? Có còn mấy chục năm rồi chứ? Năm Mậu Thân, 68. 68 à? Mậu Thân 68, 68 là 32, 52, 56 năm rồi hả? Dạ, dạ. Ủa, trước khi đây, trước đây là mảnh đất cái gì chú hả? Trước đó, nó trống hả? À. Bị đền bù lại những hộ đây cháy nhà. Ủa vậy là chung cư đi nhà nước mình xây chứ? Nhà nước xây đền bù những chỗ cháy đền bù. À dạ dạ. Rồi sau này đền bù những hộ bị cháy thì có hộ người ta bán lại. À dạ. Này quay đi trước thôi. Dạ, con đi quay lại những cái chung cư mà xưa cũ của Sài Gòn á. À đây nè. Lúc trước là con quay ở chung cư Cô Giang á. À. Mà uổng quá chung cư đó, trước đó mình không quay video nào, bây giờ muốn nhìn lại lịch sử đó mình. Ở này chung cư cũ rồi. Dạ dạ. Này thời Mỹ. Dạ, uổng chung cư Cô Giang, đường quắc Cô Giang cho biết không? Biết. Chứ ở chung cư đó đó mà lúc đó mình không có video, không có máy điện thoại để quay lại, giờ lưu lại kỷ niệm á. Quay lại. Đúng rồi, chung cư đó. Cái qua bên Mỹ cho người ta hả? Dạ không, ở đây thì mình để đó bà con ai coi thì coi thôi. Dạ. Hồi đó mười mấy lô chứ cũng rộng như khu này, rộng hơn khu này luôn. Lô. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Mình cùng lên lầu 1 anh chị nha. Lầu 1. Một lầu, hai lầu, có hai lầu mà anh chị. Chung cư này có từ Tết Mậu Thân năm 1968. Hôm nay 56 năm. Meo. Ở đây bà con người Hoa sống được nhiều anh chị. Bà con người Hoa ha. Em có quay một vòng dưới đất rồi và em có để video ở trong phần bình luận nha, trong phần mô tả hoặc trong phần bình luận, phần đầu tiên của bình luận đó. Có gì thì mời anh chị, nếu mà anh chị muốn xem cái phần dưới đất á thì em có quay một video rồi ha. Rồi anh chị muốn xem thì xin giúp em nha. Cô cho hỏi thăm xíu cô, ở khu này là bà con người Hoa sống nhiều phải không cô? Ít lắm. Ít lắm hả? Vậy là người Việt, người Hoa sống chung hả? Sống chung hả? À. Mà người Hoa ít lắm. À vậy hả? Ừ. Cô là người Hoa phải không? Đúng rồi. À. Người Hoa nhìn cái dáng người to con hơn người gốc Việt. À đúng rồi. Gốc Việt cũng có to nhưng mà... Ít hả? Mà chắc là người Hoa mình ăn cái thức ăn con đúng thấy là... Nó khác với của người Việt. Nó mát, nó mát nhưng mà nó bổ hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa vậy trên đây còn một lầu nữa hả ta? Còn một lầu nữa, đây là lầu 2 thôi. À cho nó còn một lầu nữa. Dạ dạ dạ. Con đang đi quay là những chung cư cũ vậy nè.
quay chung cư cũ hả? Dạ, cho nó có một cái nét văn hóa từ Sài Gòn xưa nó còn lại đó. À, Sài Gòn xưa hả? Chứ còn mấy cái chung cư, mấy căn hộ mới. Chung cư mới à? Đúng rồi, chung cư này giờ hiếm lắm. Giờ là chung cư này là 50 năm rồi. Dạ, con thấy ngày nào Tết Mậu Thân năm 68 là có chưa cô? 50 năm á, Tết Mậu Thân xong rồi năm sau cắt đó. À, năm sau cắt hả? À. Giờ là cắt cho mấy năm mới xong hả? Trong Tết Mậu Thân là đánh chỗ này nè. À, đánh chỗ này. Đánh chỗ này xong rồi qua năm sau là cắt chung cư lên đó. À, hồi dạ. Xưa xưa cái này là nhà lá, nhà tròi, nhà nhỏ nhỏ thôi. À, dạ. Xung quanh cái này là bãi cỏ này cái nổi thôi. Dạ, dạ, dạ. Rồi mình mua căn hộ bao nhiêu cô hả? Ngày đó mua nhiêu? Ông nội, ông già chồng, bà già chồng mua. À, vậy hả? Thế rồi bây giờ vợ chồng nữa thôi. À. Mua hồi đó không biết bao nhiêu. Dạ, dạ. Ở đây được cái là thoáng cơ hả? Thoáng và mát đúng không? Thoáng, đúng rồi. Đó này, mình được đứng ở ngoài, nó thoáng hơn. À, tối bỏ ghế. Chung cư mới không có. Chung cư mới không có ai mở cửa ra ngoài hết á. Nhà tối bỏ ghế. Nhà cửa lại. Nhà tối bỏ ghế ngồi là mát rượi luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Không có nắng á, mình ra đây ngồi được. Dạ, dạ. Chút xíu nữa nắng tới không có ngồi được. Dạ, dạ. Nó nắng nóng lắm. Nhưng mà chung cư cũ á, nó có hàng xóm hơn. Ừ. Có hàng xóm hơn, người này người kia nói chuyện dạ. Hơn. Còn chung cư mới không có đâu. Như già, như rộng, như cô? 3m rưỡi, 12m. Có gác không? Hay là không, có... không có gác, không có lửa, không có gác, không có lửa, không có gì hết. 3m rưỡi, 12m hả? À, à. Nói chung cũng đủ ha, đủ. 12m, dài 12m, đầy ngang 3m rưỡi. À, được á, để xe dưới nó đỡ tốn diện tích. Để xe dưới, đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Mà con cái không có phòng, không có gì hết đó. Nằm lăn đại dưới đất thôi, không có phòng. Thì ví dụ ai có gia đình riêng thì ở một phòng thôi, ừ, hoặc rồi. Là ngăn. Ngăn phòng khó ngăn lắm. Nhỏ quá hả? Nhỏ quá, đúng rồi. Để ngăn có 3m rưỡi à, mà cái phòng sâu, cái đường vô nhà sâu á là nó ở chính giữa. À. Thành từ, cái nhà sâu này nó đang đó, cái cửa sâu đây này thành từ cái, được cái như như đây hả? Để dạ, dạ. Tụ làm với cái TV hả? À, đúng rồi. Không? Hay nếu mà để đóng phòng để giường vô không có được. Dạ dạ. Không có đóng phòng, khó đóng phòng lắm. Nếu đóng phòng là nó chật á, giường để được cái giường thôi. Dạ dạ. Không được cái gì hết. Dạ. Rồi còn con dâu con cái này cái nó có cái gì tủ áo hay là cái bàn ngồi này kia là không có được. Dạ dạ. Chật lắm. Chính ra là 4 mét mấy á. Làm được cái phòng, chứ còn này được có 3 mét vậy à. Dạ. Dài 12 mét, nếu mà được 4 mét mấy thì được. Dạ, cô sinh ra ở Việt Nam luôn hay sao? Cô Việt Nam à. À. Sinh năm 56. 56? Việt Nam mà. Dạ, hồi trẻ cô làm gì? Hồi trước... Bán nước sâm. Bán nước sâm à? Giờ còn ai kế nghiệp không? Không kế nghiệp, con cái lớn lên nó làm, nó đi làm cái khác. À. Cái chuyện là bán nước sâm nữa đâu, bán không biết bán nước sâm hồi đó đó. Chắc giờ đứng còn nắng nó cực quá hả? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thế là bây giờ nước uống đủ thứ luôn, nó đâu có uống nước miếng nước sâm nữa đâu. Dạ dạ. Nước uống đủ thứ luôn. Ví dụ cái tiệm tạp hóa muốn uống màu gì mùi gì. Dạ. Cái gì cũng có hết, nó đâu có uống đâu, hồi xưa xưa nó đâu có. Dạ. Mới giải phóng vô đâu có, bà có mấy cái nước uống này. Mua bệnh viện ổ áp bệnh cạnh quay. Mua tủ giường bàn ghế. Vậy là hồi xây ở đây cô thấy người ta xây gì luôn phải không? Vậy là hồi mà xây chung cư này cô đang ở đâu? Ở quận mấy? Xây chung cư này thì cô đang ở Bình Thuận. À. Bình Thuận. Rồi lên đây làm. Xây xong rồi mới lấy chồng vô đây. À vậy hả? À con người Bình Thuận như đó. Chung cư này cũng tiện, xuống dưới là có đủ thứ rồi ha. Mà đi chợ ở xa không cô? Đi chợ Nhật Tảo ha. À, chợ Nhật Tảo cũng gần. Xuống dưới là chợ. Dạ. Ba mét rưỡi này nếu mà mua căn hộ, căn nhà nếu mà 3 mét rưỡi, 12 mét tính ra nếu mua khoảng nhà không chắc bây giờ 3 tỷ mấy một căn rồi. Không biết bây giờ được. Dạ. Thì gắn máy lạnh luôn à, có máy lạnh nè, tối đóng cửa là mát hết cả nhà đâu cái gì. Dạ. Yeah. Làm dưới đất không à. Dạ. Yeah. Con cái rồi làm dưới đất không à. Cái này tối mình cần mình kéo cửa lại thôi, đâu cần đóng cửa trong, nó cũng mát rồi ha. À, không có kịp kéo cửa sắt đóng cửa. Đấy giờ đúng rồi, dạ. Rồi là mát luôn rồi. Đúng rồi. Mà nó mát hết cả nhà luôn, con cái xấu xấu gì cũng mầm. Dạ.
cái chung cư này nó thoáng nè, gió nó đẩy là vô tới rồi. Nó không có cái nóng của nó. Dạ. Yeah. Cô nhà cô chiều nắng đúng không? Chiều đúng nắng rồi, rồi giờ đúng không? Dạ. Mùa đông thì là chiều nắng bên kia, mùa hè thì nắng bên này. Dạ. Rồi cảm ơn cô, đi vòng xíu con. Dạ. Dạ rồi. Ok, mình cùng lên lầu 3 anh chị ơi. Ở đây là vừa tiếng Việt, vừa có tiếng Hoa luôn. Cái nãy mình lái lộn, nói với cô nói lộn ha. Cô là người người Việt gốc Hoa. À, nói là cô người Hoa đâu. Nói như vậy cũng đúng ha. Mình nói người Việt gốc Hoa mới đúng. Bên kia như có một cái chùa anh chị ơi. Đúng là bên kia có một cái chùa kìa. À, cái này là cái chùa anh chị nè, cái chùa này là đây là một cái chùa anh chị, có mặt tiền chùa là bên kia con đường ha. Và cái chùa này lúc mà cái nghệ sĩ gì mà mắc từ bên Mỹ đó anh chị, lưu diễn bên Mỹ xong đột quỵ bên đó đưa về Việt Nam á, là đưa về tẩm liệm là đưa vào chùa này nè anh chị nè. Ca sĩ Vũ gì ta, Vũ gì đó anh chị, nhạc nghệ sĩ Vũ đây, đưa vào chùa này đây. Ồ, căn nhà rộng quá anh chị ha. Căn nhà bên kia nó thoáng mà nó rộng gì đâu luôn anh chị. Căn nhà lớn thật lớn luôn. Ôi chú cha ơi, căn nhà nó rộng quá anh chị. Căn nhà đó là họ sản xuất son nồi, nhập khẩu và sản xuất son nồi tất cả mọi thứ. Mà nhà mình đó có vẻ cũng lâu rồi, cho nên là thấy cái dấu nứt của nó ha. Ok, chúng ta cùng đi một chút xíu lầu 3 nữa anh chị ơi. Là coi như là mình đi sơ sơ, là đi xong lô D của chung cư Án Quang nha anh chị. Trên đây thì rất là mát mẻ luôn ha. Ban ngày hơi nắng thôi, mà ban đêm rất là mát luôn. Đứng bên đây thấy được những cái căn nhà bên kia ha, mái tôn nè. Dây điện chằng chịt luôn. Biết đây là cái trụ hay là cái gì đây ha? Đây là cái trụ hay là bờ tường ta? Ta đổ trụ nhìn chắc chắn nha anh chị, đổ trụ nhìn chắc này ha. Mà cái này sao nó mỏng quá, cái này mỏng quá anh chị ha. Nó ta nhìn nó mỏng quá. À, như cô cái này nó Tết Mậu Thân 568 á, là diễn ra một trận đánh ở đây anh chị ha. Diễn ra một trận đánh ở đây, và sau khi đánh xong ở đây á, thì nhà nước mình đền bù cho những người dân, cho những người có nhà ở đây, sau nhà nước mình mới xây cái chung cư này lên. Ủa, nhất đứng đây mát rượi luôn anh chị nè. Đứng đây rất là mát luôn. Lúc đó người ta đổ gì ha, lúc đó mình đổ trụ nè anh chị, đây cái trụ lúc đó người ta đổ nè. Đây cái trụ người ta đổ nè.
tường đồ thì nó có nứt ha, nhưng mà những cái trụ rất chắc chắn nha. Chà, chiều mát mấy bác lớn tuổi ngồi đây mát rượi luôn anh chị. Ngồi đây nói chuyện, ngồi đây tám chuyện rất là mát mẻ ha. Ok, mời anh chị cùng đi tiếp anh chị ơi. Ở đây có nhiều nhà họ sửa lại rất là mới, rất là đẹp luôn anh chị. Lót gạch bông lại là mới, rất là đẹp luôn ha. Đó, nhìn những căn nhà thế này nè. Những căn nhà thế này là của cô chú người Hoa. Họ có chữ Hoa, có chữ Tàu luôn nè. Có chữ Trung chứ. Bên đây là một cái trường học. Mình đang ở lô D nha anh chị ơi, lô D chung cư Án Quang. Bên kia là trường tiểu học Nhật Tảo. Bên kia có mấy cô chú lớn tuổi kìa, nếu mà qua đó được thì hay quá. Mấy cô chú lớn tuổi. Rồi, mình xuống lầu 2 nha anh chị. Ở chung cư này thì cũng có cái tiện, cũng có cái bắt tiệm. Dưới là thoáng quá chị ha. Nói chung là đi xung quanh rất là thoáng luôn. Đi xung quanh rất là thoáng mát luôn. Rồi, em xin kết thúc video tại đây anh chị ơi.